Hi và mình xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại channel trên game mới cùng tựa game ADM Fighter Simulator. Ở video lần này á thì mình quyết định sẽ tìm một cái nhân vật bí ẩn tại cái khu vực Nam Mét này nha các bạn. Thì nhân vật bí ẩn của Nam Mét thì mình nghe đồn đại á là Majin Bư các bạn à. Không biết là có phải hay không. Thì bây giờ đầu tiên á là mình sẽ mua một số game pass các bạn à. Đầu tiên sẽ là cái game pass hỗ trợ mình quay nhanh nha các bạn Đây, nó đây Mua Tiếp theo là mình sẽ mua cái game pass là quay một lượt là ba nhân vật nha Vậy cho nó lẹ các bạn ơi Rồi dứt luôn Vậy là hết ngàn mấy robot của mình bay màu rồi đó Rồi bây giờ thì bắt đầu Quay thế nào các bạn ơi, chờ đợi gì nữa tu Đó Nhanh gọn lẹ các bạn ơi, phải vậy Thả là như vậy để coi coi chừng nào nó ra majin bư các bạn rồi rồi mới được thêm một cái nhân vật uh, trưng các bạn từ 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 mình mới thấy luôn á mới thêm được một cái nhân vật uh, trung khung vàng cả các bạn ơi đây đây ha <laughs> mà cũng uh, bắp thôi các bạn ơi nhưng mà cũng đỉnh nha Không giỡn đâu Đây là bình thường nè Đây là dạng à, lên Super Saiyan nè các bạn Vậy là được thêm một nhân vật à, Trung à, Super Saiyan nữa ha Thôi không sao Chủ yếu là mình đang kiếm machine Buu đúng không Rồi quay tiếp tới các bạn Mình thấy may mắn như á thì nó không ổn cho lắm các bạn ơi Nên là mình à, quyết định Cho thêm một chút ít may mắn nữa đi Cho thêm một xíu nữa nha các bạn Là cái game pass này Chơi luôn chơi tới luôn các bạn à dứt Lộm vậy là may mắn của mình là lên được thêm hai điểm nữa nha các bạn vậy là bốn điểm rồi bây giờ là dứt được rồi đó cho tỷ lệ may mắn cao cao xíu các bạn mà mình thấy là cái cái lúc của mình đó thật sự là cái chỉ số nhỏ của mình nó lên bốn rồi trời ơi nó ra toàn là trung không kể bạn ơi thôi 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 xong rồi từ khi mua không ra được nhân vật hàng re lúc à mới nhắc ra rồi rồi tiếp tục quay thôi các bạn ơi. Ui 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 từ 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 dừng ngừng 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 ngừng. Mình mới thấy thêm một cái nhân vật mới nữa nè các bạn. Vegeta. Vegeta re mà anh này là đỉnh cao rồi các bạn mà có cung vàng nữa. Ở đâu rồi ta? Ô oh, à. Mới nào thì ra rồi đến đây rồi đến đâu rồi? À? à đây nè các bạn ơi. Trời oh. ơi. Nó ngang với cái Guhan này luôn nè các bạn ơi Ủa rồi Rồi đừng có nói với mình là những cái nhân vật này nha Rồi tiếp tục là Yamcha là có một cái nhân vật đỉnh cao Guhan có thêm một nhân vật Super Saiyan 2 nữa nha Đừng đừng nói là vậy nha các bạn Ủa chắc dám lắm à Ôi ngon vậy Mấy nhân vật khung vàng này đỉnh đỉnh cao lắm nha Rồi bây giờ à, quay tiếp đi các bạn ơi Mới ra thêm được nhân vật vegeta khung vàng nữa ha Rồi quay nữa Mấy nhân vật đó đi mới ải sao được đó các bạn à Mình nâng cấp cao cao lên tại vì mới cho mình nó là cho cấp 1, cấp 2 không à Nên mình nâng cao lên đam cũng khủng lắm Lấy, lấy lụ Trời đất cưới, ngon, 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 ngon ngon, Để uh, chỉnh, chỉnh âm thanh của Rolox lại cái đã các bạn cho có tiếng luôn các kiểu chứ Ôi ôi, nhân vật miếng thịt cù đầu tiên các bạn là nhân vật Biccolo. <laughs> chạy đi đâu? Lụm lúa. Miếng thịt cù nè các bạn. Chạy, chạy nữa đi. Biccolo nha các bạn. Biccolo, Biccolo. Chạy với mình. Level 1, 62 đam sẵn. thì Bây giờ mình chỉ cần uh, cộng vào thôi các bạn à vậy là mình đã có được miếng thịt cù đầu tiên rồi các bạn ơi trời đất ơi sau bao nhiêu clip chài cối cực khổ cuối cùng cũng đã có được miếng thịt cù rồi ngon 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 <laughs> yeah. được đấy nhưng mà đâu có dừng lại đây được các bạn làm sao mà dừng được đúng không làm sao mà dừng được mình đang kiếm cái gì các bạn Bưu nên là bây giờ quay tiếp chừng nào lôi ra bu thì thôi Trời đất ơi, trời đất ơi, gì đây? Dâm cha các bạn Các bạn mới thấy gì chưa, mới thấy gì chưa Đây, trời đất ơi Dâm cha các bạn Dâm cha mà cung vàng nha Vậy thì à, rất có thể Rất có thể là nhân vật Gohan này nè Sẽ có thêm một cấp nữa Rồi à, nhân vật Piccolo này cũng sẽ có thêm một cấp nữa nhưng mà có điều là mình quay nó lâu ra thôi các bạn nó lâu vừa vô level 2 là 46 đam rồi các bạn à hình như là nó gần bằng luôn cái nhân vật này luôn rồi ghê thiệt chứ lậm nữa lậm thêm một nhân vật khung vàng nữa rồi quay tiếp nha các bạn quay tiếp quay tiếp quay tiếp quay tiếp thôi mình quay đến một ca rồi các bạn ơi rồi không sao không sao không sao cứ tiếp tục thôi À, mình quên nha các bạn, mình quên là còn một cái slot uh, quay nằm ở rom 24. Thì từ từ những cái rom cao hơn thì mình tính. Nhưng mà với đội hình của mình thì càng quét rom 24 thì dễ quá rồi các bạn. Nên là bây giờ mình sẽ bắt đầu đi càng quét từ cái rom đầu tiên rồi đến cái rom uh, 24 để mình lấy thêm một cái slot quay nữa. Tại vì mình đã có game pass rồi các bạn à. Mà có 3 slot thì không được. Có mấy bạn là 5 slot luôn rồi. Ở cái rôm cao từ từ mình đi sau Mình tin chắc là cái ạc của mình thì cũng phải uh, Lết tệ lắm Cũng phải là rôm 25 các bạn à Không lẽ không được rôm 24 Đó những cái ải đầu tiên thì nó dễ dàng giảng về như vậy Nhưng mà những cái ải sau là đi là trần ăn khoai cũ đó các bạn Những cái uh, lần đầu tiên vào lít Mà mỏi tay luôn Thèm bật auto lít lên để lít luôn á Qua rom Bấm vô cái Đây thai tiếp tục sau khi mà mình đi được mấy ải á, thì nó qua như vậy thì mình chỉ cần bấm ở chỗ đó để tiếp tục thời gian quay lại là 5 phút chỉ có 5 phút đi thì nha các bạn. Đây hình như là qua ba ải á. Nhưng mà thấy thấy gì thấy vậy thôi chứ khó lắm các bạn ơi. Không có dễ ăn không có dễ sơ mà không có dễ nhai đâu. Những rơm đầu á, qua rất là trót nhưng mà mình sẽ đi đến rơm cao nhất. Hiện tại thì mình đang ở rơm 23 nha các bạn nổ á thì nổ cho dữ vô sứng sứng rứng rồi các bạn ơi không biết là có tới được rom 24 hay không nhanh lên tất cả dùng đam vào tới 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 được rồi được rồi được rồi được rồi các bạn ơi <laughs> cuối cùng trời ơi tại sao lại còn con này nhanh lên những giây phút cuối cùng còn con nào nữa không ôi lại nhấn chỗ này nè xác nhận vào rom 24 mình được 0,57 giây May mắn các bạn. Rồi còn 5 giây luôn. Nổ cho giữ vô tới rom 25 Nhưng mà mình cũng tính đúng mà các bạn, mình kêu tệ nhất là mươi 25 mà bây giờ đi tới mươi 24 được rồi. Chủ yếu là mình lấy thêm một cái ngôi sao slot để quay nè các bạn. Đó được thêm một slot quay rồi. Tại hối hấp ra đây thôi các bạn à chứ mình ở trổng là mình đi được đến tám 80 rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu quay và tổng kết. Ở cái đợt tổng kết này á Thì mình sẽ cho mấy bạn xem những cái gì mà mình đã quay được nè Vegeta quá trời luôn Mình sẽ cho Gohan Shini uh, của mình nhai nha các bạn Tại vì mình quay được uh, Gohan Shini nè các bạn Là ở cái uh, phần Legend mà Gohan nâng cao lên á Thì Vegeta giam cha bắp rồi Nhưng mà phải ra tầm biết Kolo Shini kìa các bạn nó mới giữ Miếng thịt cù mà thêm Shini vào hả Trời ơi, tuyệt vời, tuyệt cú mèo lắm các bạn. Hai Gohan Shiny, ba Yamcha Shiny, hai Vegeta Shiny ha. Và chung thì có mấy người đó. Cái lần mình đã quay ra Gohan Shiny các bạn, tại vì à, lo ngồi xem phim cũng không để ý. Mà giờ ok rồi. Nhưng mà ở dưới mình thấy một dây bít culo, nhìn thấy chóng mặt quá. Cu lô gì quá trời. Hình như là tạm chục đó các bạn ơi. Ừ. <laughs> cả chục biết cô lô các bạn thấy thơm chưa mình mình một khi mà đã kiếm miếng thịt cù á là kiếm lần chục không à các bạn mình xài lô không à chứ không xài lần con quay quay lần lô vậy đó quay để dành xài dần nhưng mà ở ải đầu tiên thì nổ nổ vậy thôi mấy ải sau tiền tiền phải có dư giả ra rồi treo tầm mười mấy tiếng là quay ra là ngon lành vậy video này chứ mình nghĩ là kiếm không được bưu được các bạn à Chắc là tạm dừng tại đây đi Mình xin hứa với các bạn ở những video sau mình sẽ cố gắng kiếm bù ha Chắc là có thể là mình sẽ mua cái game này nè 1999 Robert để kiếm margin bù Chứ thật sự mà như thế này thì không kiếm được margin bù Rồi thêm mấy cái hành tụ may mắn nữa nè các bạn Hoàn thành nó một cái hành tụ là 0.5 rồi rồi sau đó là mình bỏ thời gian ra quay margin bu cho các bạn xem Thì video lần này coi như thất bại đi Thì mình hứa video lần sau là mình sẽ đi đến map 10 và mình sẽ bắt đầu cuộc hành trình quay Majin Buu nha các bạn Bye bye